tiếp tiếp con mình tự dành chú con mình diễn ở đây thôi thầy ba không giờ rồi giờ rồi kết mẹ ơi dậy đi ba khóc rồi kìa con không muốn ba khóc đâu tại vì ba là siêu anh hùng trong lòng con mẹ ơi giờ nay gia đình của mình sẽ mãi mãi luôn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau ha ok sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi mãi vậy mẹ tỉnh rồi mẹ tỉnh rồi đi đi kêu bác sĩ con bác sĩ là mẹ con tỉnh rồi bác sĩ Hồng Vân chạy đi kêu bác sĩ đi con dạ chạy cho sinh ra trong cõi đời hào nắm tôi chưa hề biết xa điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi hiểu lầm từ chôn giấu huynh đệ phai phôi hãy đến với tôi bằng tâm lòng tôi đáp trả trái tim nghĩa tình dù ai sẽ cũng thế nghèo sang như nhau một ngày là anh em suốt đời tôi không hề kế trong anh em chung dòng máu nóng khó khăn mấy cùng sống sống chết nào biết đâu may mắn còn thấy nhau sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt nếu có còn kiếp sau vẫn mong được thấy nhau hào nam tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay trong gai nghĩ ngắt xanh không bao giờ phôi phai luôn sắt vai sẽ không bỏ mặc ai sống một lòng như cho một giọt máu vẫn công bài cho mình những kẻ xấu dòng chiến đời anh đang nung nấu mình một lòng chúng ta nói một câu hào nam superstar dù sông cạn nước chảy qua đá mòn nhưng hào nam vẫn nghĩa vẫn còn chỉ cần có quân đầy nghĩa tình luôn quyết chí dẫu quân thân mình nơi nào xảy ra chuyện bất bình anh em mình sẽ là người cố tình cả cuộc đời sẽ luôn khắc lên mình hào nam superstar chào cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Khang cùng với lại ekip Ato đang chuẩn bị một cái cảnh quay, có nghĩa là đang chuẩn bị một cảnh quay hành động rất là hoành tráng. Thì trong cái phim này thì Khang cũng thiên về hành động cũng rất là nhiều. Và các bạn thấy anh em đang xuất sắc một cảnh quay mà Khang, Trần Hồng Nam phải đánh với một cái tên mà giỏi võ, rất là giỏi võ nha. À, đang xếp tất cả mọi thứ và dự là hôm nay thì đoàn cũng quay chắc lẽ là cũng tới sáng. Anh em ekip nói chung là ai cũng rất là nhiệt tình với cái bộ phim này và mong rằng bộ phim Thần Thám Trần Hạo Nam này ra xin mời các bạn thất vọng nha. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho bộ phim Thần Thám Trần Hạo Nam Người Trong Giang Hồ phần 5. Cảm ơn các bạn, xin chào. Mày có muốn cứu Hạo Vân á, thì mày đánh nhân đại đó nè. Lên mày.
ta cho sinh ra trong cõi đời. Hào nắm tôi chưa hề biết sai, điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi hiểu lầm từ chôn giấu huynh đệ phai phôi. Hãy đến với tôi bằng tâm lòng, tôi đáp trả trái tim nghĩa tình, dù ai sẽ cũng thế nghèo sang như nhau, một ngày là anh em suốt đời anh em. Sống gió đã có tôi, gian khó cũng có tôi, chỉ một tiếng gọi tên tôi nơi nào tôi đến ngay. Giữa biển đời bất công tôi không hề kế trông, anh em chung dòng máu nóng khó khăn mới cùng sống. Sống chết nào biết đâu may mắn còn thấy nhau, sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt, nếu có còn kiếp sau vẫn mong được thấy nhau. Hào nam tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay. Anh em ta qua bao trong gai, nghĩ ngăn xanh không bao giờ phôi phai, luôn sát vai sẽ không bỏ mặc ai. Sống một lòng như cho một đường máu, vẫn công bài cho mình những kẻ xấu, dòng chiến đời anh ta nung nấu. Nguyện một lòng chúng ta nói một câu, hào nam superstar. Dù sông cạn nước chảy còn đá mòn, nhưng hào nam vẫn nghề vẫn còn, chỉ cần có quân đầy nghĩa tình, luôn quyết chí dẫu quân thắng mình. Nơi nào xảy ra chỉ mất mình, anh em mình sẽ là người cố tình, cả cuộc đời sẽ luôn khắc lên mình. Hào nam superstar. Ta sinh ra trong cõi đời, hào nắm tôi chưa hề biết xa, điều duy nhất sợ sẽ làm anh em tôi hiểu lầm từ chôn giấu huynh đệ phai phôi. Hãy đến với tôi bằng tâm lòng, tôi đáp trả trái tim nghĩa tình, dù ai sẽ cũng thế nghèo sang như nhau, một ngày là anh em suốt đời anh em. Sống gió đã có tôi, gian khó tôi, chỉ một tiếng gọi tên tôi nơi nào tôi đến ngay. Giữa biển đời bất công tôi không hề kế trông, anh em chung dòng máu nóng khó khăn nay cùng sống. Sống chết nào biết đâu may mắn còn thấy nhau, sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt, nếu có còn kiếp sau vẫn mong được thấy nhau. Hào nam tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay. May mắn còn thấy nhau, sống sao cho nằm xuống anh em rơi giọt nước mắt, nếu có còn kiếp sau vẫn mong được thấy nhau. Hào nam tôi vì chính nghĩa một lòng không đổi thay, hào nam tôi vì chính nghĩa.